Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Phyto Bim Azu do Family Fresh Rose sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Phyto Bim b Flux Azu cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Phyto Bim b Flux Azu có thành phần là dịch chiết hydroglycerin hoa Grindelia Grindelia Robusta 2,5 g dịch chiết hydroglycerin ngọn cúc bất tử Helichrysum Italicum 2,5 g dịch chiết hydroglycerin địa Iceland Ceteria Icelandica 1 g. Dịch chất hydroglycerin lá mã đề Plantago Major 1G. Dịch chất glycerin keo ong propolis 700mg. Chiết xuất khô lá cây cẩm quỳ manva silvestris 250mg. Tinh dầu lá thông pinus silvestris 100mg. Tinh dầu cỏ xạ hương tham ớt vulgari 70mg. Tinh dầu lá khuynh diệp ơ cộp. Phytobim azu được bào chế dưới dạng siro. Phytobim bitusi azu mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên, hỗ trợ làm dịu họng, giảm triệu chứng ho, đau rát họng, ho họ có đờm, khản tiếng. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người trưởng thành bị ho, ho có đờm, đau họng, người bị rát họng, khản tiếng. Sản phẩm Phyto Bim b Flux Azu được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Phyto Bim b Flux Azu được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, mỗi lần 15ml nên uống một cốc định liều kèm theo. Ngày uống 2 đến 3 lần, tùy thuộc tình trạng ho, đau rát họng. Chống chỉ định khi sử dụng Phytobimbitousi Flax Azu, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Phytobimbitousi Flax Azu đồng thời biết cách sử dụng Phyto Beam b Flux Azu sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.